ăn mì phải có kim chi chan. Mà đến đây rồi là giảm cân không nổi luôn. Wow. Mình sẽ cho xào với xúc xích vào đây. Ở dưới là cơm nha. Miếng thịt người ta thái mỏng thế này thôi. Với tư cách là một người Hàn, hôm nay anh hãy giới thiệu cho mọi người một gói mì mà người Hàn hay ăn nào. Vì mình chưa thử cái máy pha mì ở hàng tiện lợi này bao giờ cả nên hôm nay mình sẽ ăn mì. 4.500 và gói 3.000. Béo. Béo cho anh à. Với tư cách là một người Hàn, hôm nay anh hãy giới thiệu cho mọi người một gói mì mà người Hàn hay ăn nào. Theo tuổi khác nhau. Ờ. Mới già thích cái này, có cái này. Thì anh thích cái này đúng không? Không, anh là mà trẻ nhá. Cái này phu ra mì ăn thì cái này thì lúc nào cũng ngon rồi. Đúng rồi. Ờ. Bố của anh thích cái này. Em cũng thích cái này mà. Đấy. Cái này rất ngon. Anh vừa bảo cái này không ngon mà. Ai nổi thế? Hôm nay mình sẽ ăn mì này nhá. Cái này cũng là mì mới nhá. Ăn mì với cả cánh gà. Get go. Đầu tiên là phải lấy bát. Ăn mì bằng bát này thì mình sẽ phải thanh toán thêm một chút tiền nữa. Đâu phải cửa hàng tiện lợi nào cũng bán sữa cà phê đâu đúng không? Lấy thôi, chỉ còn gì nữa. Mì bánh Tipo Việt Nam hôm nay sale 2 tặng 1 nên là mình đã lấy hết rồi. Chống trơn. Và nó ở đây nè. Kết thúc thật rồi, bây giờ thì kết thúc thật luôn. Chắc không? Chắc. Ở cửa hàng tiện lợi này được cái mình thấy những cái đồ này thì sẽ để cho mình tự lấy ấy, cực kỳ thoải mái. Đũa thì ống hút, giấy, uống cái gì đấy mà nhà thế mọi người thì bỏ thêm đường, ví dụ như cà phê chẳng hạn. Wow, vàng nhỏ. Cái này là một cái cơm tam giác rất chi là bình thường nhưng nó chứa tràn tình cảm của anh nhân viên cảng tiện lợi. Mọi người biết tại sao không? Tại vì cái này đến 12 giờ đêm mấy tiếng nữa thì sẽ hết hạn nên là anh ấy đã cho anh hun, nhưng mà thường thì những đồ như thế này hết hạn là không phải là không ăn được đâu mà là vẫn ăn được nha. Chắc là thích anh rồi. Trong thời gian đợi cái này chín thì mình đã nhanh trí đi mua thêm một gói phô mai. Màu của phô mai nó vàng giống như là màu của mì vậy. Phú thôi nhỉ, một cái là quá đủ rồi, quá béo rồi. 30 giây nữa sôi rồi nha mọi người nha. Mùi phô mai thơm xỉu luôn ý. Wow. Đã chín rồi nên là mình sẽ đổ cái gói cuối cùng này vào. Và ta tan. Mình đã mua thêm kim chi rồi mọi người ạ. Ăn mì phải có kim chi. Kim chi là chân ái. Rồi, tuyệt vời. Thơm xỉu luôn ý. Ôi là trời mọi người ơi. Cái này là một bát mì siêu chất lượng ở cửa hàng tiện lợi. Chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào luôn. Nó vừa có cái thơm béo của phô mai, vừa có cái chua giòn của kim chi nhá, xong lại có cái bùi bùi thơm thơm của rong biển nữa. Quá là xuất sắc. Mình quên mất nhân vật chính là chúng ta còn cánh gà nữa. Quá trời xuất sắc cái bát mì tôm. Tạt thì là thịt thôi ý. Có một sự thật là dạo này mình đang giảm cân đấy mọi người ạ. Mà đến đây rồi là giảm cân không nổi luôn. Làm sao có thể giảm cân cùng với cái con người này được. Đây là cái người mà chuyên rủ mình ăn uống. Cái thịt này nó không có bị bở nha mọi người. Khá là dai dai á, ăn ngon xỉu. Nhưng mà bát mì này nó ngon không phải là vì nó có nhiều topping đâu, mà là mì này cũng ngon sẵn rồi mọi người ạ. Ngon lắm rồi. Cứ bày đặt, bình thường anh uống đâu có cần ống hút đâu mà anh chảo vừa cần ống hút làm gì. Thank you. Ồ, anh cũng biết bóc quân tâm giác nhở. Cũng được. Ngon lắm. Mình phí là ngon. Hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục ăn mì bằng máy kia tại vì nó rất là ngon. Và bây giờ sẽ chọn nha. Chọn mì đi anh Hun. Mì này nhá. Đắt nha. Đắt nên em mới tò mò. Tại vì ở đây tất cả mì đều rẻ. Riêng gói này đắt thôi nên là mình sẽ ăn thử gói này. Em chọn xong rồi em ăn cái này. Giống nhau hay là khác nhau? Giống nhau nhưng mà cái này đối đủ. Gói này bây giờ sẽ chuyển sang vỏ như thế này rồi. Nên là nhìn gói này nó vẫn là gói này nhá. Vì cái này đổi vỏ sang cái này nên anh Hun sẽ ăn cái này. Đây là của mình. Kia là của anh Hun. Ăn mì thì chắc chắn là mình phải ăn với kim chi rồi. Hôm trước mình đã ăn kim chi này rồi thì hôm nay mình sẽ ăn sang kim chi hộp. Gì đấy? Ồ, ok, cơm, nấm. Hôm nay mình sẽ ăn xúc xích mini. Ok, chọn xong món rồi. Coca đều đang 1 tặng 1 hết ý. Coca Zero. Của em ở đây. Cảm ơn. Ơ, của anh là mì trộn mà đúng không? Ừ. Thì ở đây là cái chữ ghi mì trộn ý. Thế mà, anh là ngoài hàng. Ờ nhờ, quên mất. Đây, hàm xa mì ra. Trời ơi, anh ấy lại cho tiếp cái này. Trời ơi, xuất sắc anh cửa hàng tiện lợi. Quấy như sao rồi bây giờ đến của mình. Sợi mì giống mì hào hảo. Cái sốt hầm mà ninh trong 20 tiếng ấy. Của anh là xôi này, xong gạn nước đi này rồi cho nước sốt vào. Còn đâu của mình thì xôi là ăn thôi. Rất là đơn giản.
ốc nhưng mà anh phải đổ nước đi chứ, của anh không cần đổ nước. Thật ra anh nghi ngờ nhân sinh, phải đổ đấy anh ơi. Anh ạ, phải đổ đấy. Bình thường em nấu mì trộn là em phải đổ đi ấy, xong rồi em mới cho nước sốt tương đen vào. Của mình sôi rồi thì mình sẽ cho xúc xích vào cái này. Cái này thì không cần qua lò vi sóng. Ok, phải ngoáy cho nó thấm gia vị chứ. Mình sẽ cho 6 cái xúc xích vào đây. Của anh cũng chín rồi nhá, và của mình cũng chín rồi. Cho cơm và cho lò vi sóng quay. Cái này cũng cho vào đi em ăn. Mì nước là không thể thiếu kim chi được rồi ấy. Ngoài cửa hàng tiện lợi có một chỗ ngồi siêu dễ thương luôn ấy. Này ghế đỏ, giống như vỉa hè ở Việt Nam mình nhỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối ở đây. Quá trời ngon nha. Wow. Cơm, xúc xích, mì, coca. Chân lý. Chân ái. Chan. Của em không bê lên được, nóng lắm. Chan. Rất là mệt nhá. Mì này là mì nấm ấy mọi người. Gọi là siêu thơm mùi nấm luôn. Mì của anh luôn thì là mì tương đen rồi. Cay. Cay hả? Ừ. Em xin một miếng. Nhưng mà em ăn có thể cay đâu. Cái này là cơm bọn mình mua, còn đây là cơm mà anh cửa hàng tiện lợi cho bọn mình. Lần thứ hai anh ấy cho rồi ấy. Em xin một miếng này ăn thử nào. Cảm ơn. Cái này là chăm chi hả anh? Ừ, chăm chi. Cơm nhân cá. Ngon hả? Chan. Mì này có rất là nhiều nấm. Nói chung là nhìn vừa nãy thì nó ít thôi nhưng mà nở dạng khá là nhiều. Với cả mùi nấm rất là thơm luôn đấy mọi người ạ. Chan. Nhau. Ui, xe. Anh đi đâu? Cho mèo. Mèo đâu? Đi rồi mà. Hai con. Đây là mèo ăn xúc xích không? Người đàn ông yêu mèo hơn tất cả mọi thứ. Anh Huân ăn cái này nhá, xong ăn cơm này rồi nhá, xong anh Huân vẫn ăn tiếp nhá. Đây là mái tóc anh Huân tự cắt đấy mọi người ạ. Thấy nó dài quá xong để kéo cắt mái. Ngon nhỉ. Cái này giống cái lần trước anh ấy cho nhỉ. Hello mọi người, 12 giờ đêm là đến giờ ăn đêm rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món cực kỳ ngon. Quán này là mình được cái chị mà làm nail cho mình ấy giới thiệu. Chị ấy bảo là chị ấy mê cái món này đến nỗi mà tuần nào chị cũng ăn luôn. Đó chính là thịt bò sống. Mở cái này ra một cái là người thì mùi wasabi liền. Và ở đây là lê nha. Ở bên này thì người Hàn sẽ thường mix thịt bò với cả lê, ăn rất là ngọt. Wow. Ngoài thịt bò sống ra thì mình có gọi thêm một suất này. Đó chính là bibimbap. Ở dưới là cơm nha. Với cả có rau và thịt bò. Vì mấy món này đều là lạnh nên là sẽ có nước canh nóng ăn kèm. Nóng nha. Và chắc chắn là không thể thiếu kim được rồi. Đầu tiên lấy một miếng rau biển khô này. Lê nha, thịt bò nha. Cái này là tên là gì ta? Em sẽ ăn tỏi. Rồi, cuộn vô. Anh ăn trước đi. Review cho em xem ngon. Một miếng thịt người ta thái mỏng thế này thôi. Đó. Thì rất là tươi, chấm thêm cái nước sốt để xem có ngon không nhá. Mặn mặn, béo béo. Bây giờ đến lượt mình ăn nhá. Mình sẽ ăn, em ăn cái này đi, sốt tỏi vừa nãy. Ok, cho lê nhiều nha. Mình sẽ ăn để cảm nhận nhá. Ngon nhở. Nó có cái ngọt mát của lê này. Xong nó có cái dai dai của thịt bò. Có hơi chút cay cay của cái sốt. Nói chung là mọi thứ nó hòa quyện vào trong miệng rất là ngon luôn đấy mọi người ạ. Rồi bây giờ là đến món cơm trộn. Mình thấy ở bên Hàn cơm trộn là cái món mà dễ ăn nhất ấy. Tại vì mình thích cái gì thì mình trộn vào thôi. Anh ăn thử đi. Ơtê. Vừa có cơm, vừa có thịt bò, vừa có rau. Siêu ngon luôn. Mời mọi người nha.